Xin chào các bác. Hôm nay em mới về được một lô loa VPK Bass 20 chuyên lời, chuyên karaoke để phục vụ các bác. Dòng này thì cực chất, cực hay. Lô trước em cũng có 6-7 đôi thì cũng chỉ bán một hôm là hết thôi. Đấy, lô này là về được 11 đôi, dành cho những bác nào nhanh tay các bác nhé. VPK model là PQ08. Công suất của nó là 150W ở 8 ohm đấy. Và mắc là 300W các bác nhá. Độ nhạy là từ 60 đáp tuyến từ 60Hz cho đến 18kHz. Đấy, 18.000Hz. Đấy. Và maximum SPL của nó đạt lên đến 116dB. Đấy, peak là 120dB. Rất là khủng các bác ạ, một đôi Bass 20 mà cái áp lực của nó tạo ra thì được đến 116dB. Còn áp lực trung bình là 95dB. Rất là khủng khiếp đúng không? Đây em sẽ quay về cho các bác cùng xem cái chiếc bass này. Đây là sử dụng một chiếc Bass 20 các bác nhá, VPK made in USA. 8 ohm. Đấy, đây là chiếc check. Chiếc check cũng là VPK. Made in USA. Đấy, còn cái loại này thì lắp ráp tại Trung Quốc rồi, sản xuất tại Trung Quốc rồi. Loa nào cũng rất là đẹp các bác ạ. Bass rất là đẹp và gấu. Các bác nhìn cái độ sâu của loa này, nó cực gấu luôn đấy. Bass 20 như này thuộc dạng rất gấu, rất rất gấu luôn. Phễu kèn thì đẹp, rất là đẹp. Đôi này nhỏ nhỏ con gọn như kiểu là con Lexo PS8 các bác ạ. Đấy, chất như kiểu Lexo PS8. Nhưng mà giá thì rẻ bằng 1/10. Nói chơi thôi, dòng này thì nó cũng khá là hay, khá là hay, rất là đẹp các bác nhá. Con nào cũng đẹp như con nào hết này, loa con nào cũng đẹp, em tháo hết rồi. Nên các bác cứ yên tâm một điều là không phải bàn là chọn cho anh con đẹp, nô con nào nó cũng đẹp như con nào. Đấy. Nhìn cái loa vừa đẹp vừa chất, đáng đồng tiền của bác ạ, là các bác chơi. Cái lô này thì đợt này thì cái tiền tệ nó lên cao quá. Ngày xưa thì một tệ là đổi ra là 3.650 đồng Việt Nam. Đấy, nhưng mà đợt này tệ nó lên đến 3.720 đồng. Đấy, thì một đôi bọn em bị đắt với cả cước minh tinh nữa, đắt lên mất gần 100.000 các bác nhá. Thì đợt này em bán, ngày trước này em bán 4 triệu, là em không, em bán tại cửa hàng là không bao ship. Còn đợt này thì cộng thêm 100.000 nữa, đó là 4.100.000, không bao ship các bác nhá. Ship các bác chịu. Đây em cho các bác xem cái phân tần. Đây, phân tần của Bass 20 thì nó thế này thôi, nó cũng không quá gấu. Đấy, thùng màu đỏ. Khá là chất đúng không? Khá là chất. Đấy, cái biển của em lại rơi vào đây rồi. Bác nào chơi thì gọi vào đây cho em nhé. 0978790655. Địa chỉ của em là 140 Nguyễn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên. Đã quang với nhau đi ô. Cái biển của em lại rơi đấy, mất vào đây. Vừa đặt ở đây. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi em test nhé. Em test cho các bác nghe thử cái chất âm của trên cái mẫu này như thế nào. Tem bằng một chiếc. Cái này các bác có thể đặt nằm hoặc đặt đứng. Đấy, cái tem này thì các bác có thể xoay được nhá, rút lên và các bác xoay được. Xoay nó như kiểu loa BMB hoặc là loa các mấy cái mẫu loa xịn đấy. Đấy, rút lên các bác xoay được. Các bác thích đặt nằm cũng được hoặc treo đứng cũng được nhá, nó cũng có lỗ treo đứng. Đấy, treo đứng hoặc treo nằm. Treo đứng thì các bác xoáy ốc như này, treo nằm thì các bác lấy ốc ở đây, các bác xoáy vào đây cho em. Đấy. Thì đây em sẽ có cái nút là nút ốc trò cho các bác. Còn các bác có xoáy thì các bác sẽ lấy cái ốc ở trên này xoáy vào. Được chưa? Đấy, bây giờ em sẽ đi em đánh thử một chiếc thôi, đánh thử một chiếc cho các bác nghe thử cái chất âm của nó. Ok, thì bây giờ em xin đi test chiếc loa này các bác nhá. Và em đánh một quả súp này thôi, một quả súp vào chiếc loa. Đây. Em đã tắt hai kênh này đi, em đánh chỉ một chiếc loa và một quả súp các bác nhá. Rồi ok, em sẽ mời các bác cùng lắng nghe một chiếc các bác nhá. Đánh ở phòng khoảng 2-5 mét một lần. Ngào dâng hương thơm mai tóc xanh, những tình bạn
người làng quê yêu bông lúa thiết tha, nhưng mẹ già ngồi trông chế đủ xóm dưới run run môi người như đứa con đôi về sản phẩm thì Galo cho em có số điện thoại 0978 7 0655.